Hello mọi người nha. Hôm nay gia đình mình về nội mọi người ơi. Hôm nay đi về với chị hai, với hai vợ chồng với đứa con. Về để ngày mai mình sẽ có một ngày là đám giỗ của bác hai mình. Đó, nên chiều nay về sớm chơi một bữa với bà nội, cũng như thăm bà nội với mày chơi mấy chú. Cũng như là chiều nay cũng có anh Bi cũng có mình với lại có chị Mai không ta? Chú đi xin. Chào mẹ chú ơi. Con đi đâu? Con đi về không bà cố. Con có quà gì cho bà cố không? Dạ có. Không. Con có quà gì cho bà cố đâu? Khi về là chị bắt em ra bỏng ngô sẵn cho. Bà cố làm sao mà ăn bỏng ngô được trời. Được, bữa trước. Bà cố tăng bỏng ngô. Bà cố thích ăn bỏng ngô rồi lắm. Vậy chứ lần trước về là mua cái bỏng ngô cho bà cố, thế bà cố ăn. Vậy là hôm nay là trước khi về là bắt em ra. Hôm bữa em chở em về, bữa nào sinh nhật chú mời. Ừ. Em về cái hai cha con đi ngang ra mua cho nó nước rồi này kia, hỏi em nó dừng lại nó mua cái bắp rang á. Cái lên xe hỏi ăn không, cái để bà mở cho. Nói không, nó để về nó mở ra nó ăn với bà cố. Đó, cái gì về là mở ra cho bà ăn, nó ăn mấy cục đó bà, giờ nó nói là bà thích là bây giờ là nó đội ngân làm ăn đó. Năm này có hai ba cái, nhưng mà rồi bác hai, bà cố, rồi ông nội. Mà năm nay thì không có ba mẹ, không có về kịp. Chỉ có hai chồng con, hai đứa nhỏ, chị hai rồi vô nữa. Nói chung là cũng xung hợp, mai là bốn bàn. Hôm nay mình chia sẻ ngày hôm nay cho gia đình mình coi cho vui, để coi gia đình mình sinh hoạt thì cũng vậy thôi. Nhưng mà mình làm cái video chia sẻ đến mọi người ha. Bây giờ chuẩn bị hết cao tốc rồi, hết ra đường. Chúc về ghé ăn tô mì Quảng ha. Ăn tô mì Quảng Thi Tiên cái đi rồi về nhà. Ok mọi người nha, lát là gặp lại mọi người sau nha. Đó các bạn ơi, bây giờ mình tới mì Quảng Thi Tiên nè. Đó, đâu, chỗ này ngon lắm, chỗ này mình hay ăn. Ở đây là ba cua heo đi lên. Hướng từ Bình Thuận đi vào, qua ba cua heo một chút xíu bên tay phải. Cơm như thơm phát rồi đó. Đó, thì cái chỗ cơm mì Quảng Thi Tiên này thì nói chung ba mình Ngọc rồi hai về cũng rất là thích. Đi vô. Vô đi. Kệ nó. Rồi con Bali nó dậy thức á mọi người. Ê nó ngủ quá, cho nó cứ ngon ngủ đi. Đây mì ra, đây là mì hấp cẩm. Mình không có ăn chanh. Anh tài xế. Ăn nữa không? Cho em miếng. Thôi được rồi, một cái rồi. Em ăn mày không? Rồi em cho xíu. Rồi. Miếng nữa không? Rồi dạ được rồi. Tới đâu rồi? Tới nhà bà cố. Nói tên gì?
Núi gì? Núi gì? Núi chay nha. Nói lớn lên. Núi chay nha nào. Núi chứa. Núi chay nha, lỡ bạn. Em đi hơi cái nè. Trời bà ngoại chở qua đây chơi đó hả? Nó nôn về mọi người mà nó ra gần tới rồi mà nó cứ nhắn lên đi gần tới chú chứa trang gia lào và tại mình chỉ nói chú gì ta rồi cố lên lên đi chú nhà bà cố rồi nhanh lên nè chứa trang gia lào hả nhanh lên đi nhanh lên đường này làm nó bị xấu đồng quê trời mình chuẩn bị mưa mọi người trời chỉ mây đen thôi nói gì bà cố con ở đâu con nói bà cô chú thì bà cố con ở đâu xem ở Long gì bà cố ở Long gì Long Khánh Long Khánh dạ Long Khánh ba ừ. Tới chưa đâu tới là có đâu nhà cố ở bên Long Khánh tới rồi đó có ngay nhà bự nữa ngay cổng đâu mà nhà bự đèn bên cổng nhà cố nè yeah đi mừng rồi xuống mở cửa đi xuống mở cửa rồi xuống mở cửa rồi chạy thẳng vô luôn thẳng vô luôn hả không tới nhà rồi mọi người ơi rồi rồi lên đây đây chạy thẳng vô luôn chạy đất ơi rồi đến nơi rồi cô bà cố ở đâu rồi hello hello à à đó thứ hai không ông bổ đây 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 thưa bà cố mới về chứ không bà cố không bà cố thôi ở đây nó cao gần bằng bà cố rồi con phải về liền tại con rất thực sự biết bà cô rất là mừng bà cố thật sự rất nhớ bà cố đây bà cố hôm nay bà cố không chuẩn bị quà bà cố nha xin chuẩn bị quà đó nghe bà cố không bà cố đâu bà cố không có rồi bà cố không rồi đây rồi xe con xe của con dạ dạ chạy vô đó anh tài xế dạ dạ đem đồ vô rồi để ấy xong đem từ 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 vô mai đám giỗ mọi người nên là chị Trâm chị đem kệ nó nè cho nó lên nó thắp nhang cho ông cố mà dạ được đây mọi người nãy giờ làm rồi rồi con rửa tay đi con rồi tôm hùm nè mọi người đặc sản tôm hùm nè mình mua mà nó còn nhiều mà đem về đây làm đồ ăn nhậu nay này mình làm là sóc sóc tỏi mà mình làm dầu là bơ nha mọi người bơ tỏi đó rồi bắt đầu ở đây mình cho mấy cái lá ngò vô ở đây mình có mấy con cua lột thôi con này lấy ra chút xíu nữa ấy rồi xong rồi còn đây là đồ chuẩn bị nè nguyên vàng đồ để chuẩn bị rồi đám giỗ ngày mai rồi đâu bây giờ bắt đầu chở ba mẹ con đi về ngoại ủa vậy là chị hai xuống nước rồi kìa ờ ơi chào không rồi thôi tính tính chở đi bà thôi chị hai xuống nước rồi thôi ủa không còn cái không không đô nữa vậy dễ nhờ Nhật xuống được ở Nhật quay đầu cho tối Nhật biết nhà chở đi đâu chở cũng được vậy con xuống bà ngoại mấy đứa xíu nha ngoại thôi để anh chở cho nước thương nguồn lá trên cành con về âm trình buồn chia tôi quá người ta trở về nay ta trở về
Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi YouTube, ủng hộ rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.